Chào mọi người, hôm nay công ty đóng hàng sỉ cho khách ở nội thành Hồ Chí Minh. Này khách mua cho 500 ml. Bên mình được theo yêu cầu là mình sẽ bỏ vào hộp luôn. Hộp đơn. Đây là hộp mà công ty sử dụng đựng chai 1 lít và chai 500 luôn. Trên bao bì luôn luôn lúc nào cũng có thông tin của công ty. Đây là thành phẩm. Cái này các bạn có thể dùng để biếu tặng, rất là lịch sự. Do là đơn hàng khách yêu cầu bỏ hộp đơn nên là bên mình sẽ đóng vào hộp đơn, bỏ vào thùng xốp lúc mà vận chuyển tránh va chạm luôn. Đơn hàng này đang đi trên đường giao. Đây là đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn vào các video khác. Xin chào.